bão số 9 vừa dứt, người dân làng thôn Phước Hải, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra khơi giăng lưới đánh bắt hải sản và trúng đậm. Sau khoảng 4 giờ đi, mỗi thúng mang về hàng chục ký tôm, mực, cá, bán được từ khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Trong khi không có bão, trung bình mỗi ngày các gia đình chỉ kiếm được khoảng 200 đến 300 ngàn đồng một chuyến. Được biết, làng thúng Phước Hải có gần 200 hộ dân sống bằng nghề lưới thúng gần bờ. Tuy nhiên, nếu như trước đây chỉ có thúng chèo tay, thì khoảng 5 năm trở lại đây, ngư dân vay tiền nhà nước chuyển sang dùng thúng máy, nên việc đánh bắt hải sản dễ dàng hơn, cho thu nhập tốt hơn, nhiều hộ thoát nghèo.